Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với săn bắt ẩm thực vùng cao nhé. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xuống tham quan lại trại chó để gặp lại em Tôm, em Quýt và em Mun với mọi người nhé, và một đàn Malinois con. Thì bây giờ mọi người cùng đi cùng với mình nhé mọi người nhé. Xin chào cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình quay lại trang trại chó của anh Thắng này để thăm lại em Quýt nhé mọi người nhé. Quýt từ video trước ấy, mọi người có thể xem qua đấy. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem về cái khả năng bài học mới của em Quýt này, em mới có thể tấn công theo hiệu lệnh của chủ cho mọi người nhé. Đây là một màn biểu diễn cắm nhé mọi người nhé. Đấy. Đấy. Gì đấy chưa? Cắn không thèm nhả luôn khi chưa có lệnh chủ nha mọi người nhé. Đấy, đấy đánh cho thế nào nó không nhả. Đấy. Đấy chưa? Đấy. Các vị Malinois nó nhá. Nhá. Đấy. Đấy, Quýt đã quay lại và lại hại hơn xưa mọi người. Thì mình nạ này thôi nhưng mà nó rất là ngoan luôn. Đấy, khi không có lệnh của chủ thì mình có thể chơi với nó bình thường luôn. Hoặc là mình không có thái độ làm nó đau hay tấn công nó thì mình có thể chơi với nó bình thường. Đây là em Tôm như vậy nhá. Đây là Tôm anh ấy. Còn Tôm em ở nhà cơ. Tôm ui giời. Xem chơi với gấu Alaska nào. Đấy. Nó không cắn đâu. Con Tôm nó cắn, nó không cắn chó nhỏ. Hôm nay lại được quay trở lại với Tôm này, Quýt này. Cứ đẹp. Còn Mun nữa. Đấy, có cái mặt lông đen này. Tôm. Úi giời, anh đừng đá người tới nha. Úi giời, gấu Alaska rồi sủa với Tôm à? Tôm, thôi, nó lành, Tôm. Không, nó bình thường. Đây là anh Thắng sẽ chỉ đạo Tôm một thời gian nhé. Năm. Mình không là quan trọng. Rồi. Nó có thể ngồi rất lâu, chào. Đấy. Chào để ngồi để chào nhé. Thôi. Trước. Ý là trước mình sẽ ngồi đằng trước, cạnh sẽ đứng bên cạnh. Ra ngoài lắng nhìn nó đẹp quá rồi. Nói chung là cái màu của nó càng ngày càng lên. Rồi, bây giờ sẽ làm một màn huấn luyện cho con Tôm nó tấn công nhé mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn đấy này. Đấy. Đấy. Mọi người nhìn thấy này. Giết. Đấy.
Úi. Đấy. Tôm nó nhanh này. Úi. 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 Nó vàng. Úi. Em thấy chưa? Nó cũng cắn kinh chưa? Đấy. Úi. Con đang mải chơi ấy. Có mùi nước đái của con khác. Úi. Thôi. Nhả. Cách. Nhả phát là phải nhả ngay. Cách đâu. Ôi, đấy, ngồi im phát là ngồi im. Vẻ đẹp của nó thì mọi người biết này. Đấy. Ui giời, ui nó rằng. Ui giời. Em thấy đặc cấp chưa? Ấy. Thôi. Cậy. Ấy. Rất là dã man luôn anh ạ. Đấy mọi người nhìn thấy con tôm ấy. Và bên này là một người đang nhả. Phát nhả ngay. Đây là một màn biểu diễn cắm nha mọi người nhá. Đấy. Đấy. Nhìn thấy chưa? Nó cắn không thèm nhả luôn khi chưa có lệnh chủ nha mọi người. Đấy, dù đánh nó thế nào nó cũng nhả. Đấy. Thấy chưa? Đấy, các vị Malinois nó... Khi nào chủ bỏ nhả thì nó sẽ nhả nha. Quyết nhả. Nhả. Một thử thách kinh điển luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mặc quần áo này vào chơi một đàn các quỷ mai loài con nhá. Ui nó cắn này. Ui rồi. Ui nó cắn nó lôi. Lên nó nói là nó lôi mình gái đấy. Ui nó cắn này. Nó giảng xé thưa rồi luôn. Ô, hai con này cắn nhau. Đây. Ra đây cắn này này. Đây. Cắn này này. Nó cắn. Ui, nó cắn. Ui, nó cắn chết. Ui, nó cắn đôi như này cơ. Nó đang sưu không có cắn rách quần ấy. Đây là nó đang nói ấy. Con này nó trước mình xuống rất là đẹp rồi, ngoan này. Con này mình trước mình xuống nó đây này. Nó còn bé bé mà bây giờ nó to đùng rồi. Con này còn nhớ con này á. Con này cái đợt trước mà nó cứ cắn chân mình kìa. Đấy đúng nó luôn. Ui ở nó lôi lại. Nhả ra bạn ơi, nhả ra. Con này mà không có cái áo này chắc là nó bụt. Nó cắn đấy. Có thịt thì uốn kéo nhỉ. Thank you.
thế? Cái quần này có cái mùi gì không nhỉ? Hay là nó biết thế vậy nhỉ? Ông kia vừa nãy anh mặc quần kia nó cắn như này. Chắc nó thích cắn vậy. Ui, nó dày, cắn nó dày. Hai con kia này nó cũng không chơi. con thôi để quần lại cho nó trong chiếc đã. Con này nó rất ngoan nhé, con này nó lại không thích cắn này. Con to này. Con này bé hay vẫn không có răng này. Cái bản năng kinh nhỉ. Ui, con quái quái này đeo xích cổ này mà nó vằng. Ê, hai con kia nó cứ đuổi, con kia nó cắn từ lấy giờ. Kinh. Thế là đang cắn nhau. Ui, chơi luôn. Ô, cắn chim, cắn chim. Cắn chim, mày nói cắn chim tao. Đấy, con này. Ôi, được chút, nó vẫn còn bé anh nhỉ. Nhưng mà được hơn chục ngày nhỉ, 20 ngày á. Lớn nhỉ. Giờ nó có chán rồi, nó nhả mình ra không nhỉ? Mày chán tao đi. Mày đừng cần yêu tao nữa, mày chán tao đi. Đấy, hai con to này thì nó lại không đắng nhé. Mà sao mấy con này mà nó chắc chứ. Cái con này hùng thôi rồi. Con này còn kêu nữa. Được cắn mẹ được kêu. Mẹ ăn vạ. Con này. Đấy, này. Này kinh nhỉ. Đây. Ui giời, cái con này nó cắn nó còn kêu. Mày được cắn mẹ được kêu. Ôi, mày nhả tao ra. Ôi, ông phải ông vật. Bây giờ muốn đi ra ngoài là phải leo cây ra chứ. Nhưng nó vẫn sẽ không cho ra đâu. Nhưng mà khi em trèo lên nó có tự nhả ra. Thì nó treo người lên nó mỏi tí là nó nhả. Ôi, hình nó không nhả nhau ạ. Chết rồi. Nó ăn đâu con kia. Con một con nó vừa là thoát một chân thôi. Con một con nó thôi. À, ok rồi. Tao còn chân này nữa. Chân này nghe vẻ hơi căng này. Này, bố xuống. Bây giờ hai con nó cứ như này luôn. Một con thôi. Xuống đi. Xuống đi. Không chịu nhá luôn. Rất là gớm luôn. Ui dạ. Ui dạ. Nên là còn giật giật đi. Đấy, con giật giật chưa? Đừng bám nhau để lôi cắn tiếp. Mỏi chân rồi, sắp chết rồi. Ôi dạ. Xong rồi. Mất cả ruột dép rồi. Chết giả rồi. Chơi rồi, nó chơi cả ruột dép rồi. Ôi thôi rồi, cái ruột dép của mình kìa. Thôi rồi. Xong rồi. Cái ruột dép của sư phụ mình nhặt đấy. Cắn cho nắp vét rồi mọi người. Đồ chơi cho nó rồi. Xong rồi. Cắn bay rắp luôn. Ui, khá là vất vả đấy. Để mà coi như là rất là gớm luôn. Tập mà có nhấy được một con. Tuy bé nhưng mà cái bản năng của nó anh ạ. Thực sự rất là gớm. Ui,
Mệt chưa sư phụ? Quá mệt luôn mọi người. Em vừa vào đây chơi với đàn này đây. Sư phụ mới vào vần. Ra phát là mệt hết người ngay. Cắn rách cả quần này. Nếu mà bình như bình thường ấy, mà vào người không thì chắc chắn không có quần bảo hộ, chắc chắn cắn rồi tuột chân đấy anh em. Đây anh tuột cả rách vào trong kia rồi. Cái trang trại chó của anh Thắng như lần trước mình đã giới thiệu với mọi người đấy. Thì mà vừa ấy mình vào chơi với một đàn Maliloy con mọi người. Và đã gặp lại con tôm này, con quýt này. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người gặp lại một nhân vật đình đám nữa mọi người nhé, đó là em Moon. Đây mọi người ạ, đây là Moon. Đấy con Moon này lần trước là mình bế nó ở video trước nha mọi người nhá. Thôi con này cầm mồm, con này gớm nhỉ, con này đẹp đá thôi rồi Moon. Đấy ui giời, mọi người nhìn thấy cơ bắp của nó chưa, là ui giời Moon. Úi giời ơi là Ngọc ơi, em quay anh tí. Moon. Úi giời, Moon đấy mọi người. Mọi người có thấy biết ai đây không? Đây là Moon đấy. Con này hiền phết nhỉ, sư phụ nhỉ. Úi giời, cắn rồi. Moon quay lại đây. Moon, đây. Úi giời. Moon nhớ tao. Ê, cho mọi người xem bên trong này, cho mọi người xem con Moon này. Đấy, thân hình của nó này. Ui giời ơi. Đây là hai con đấy nhé. Đây là một con cái và một con đực. Đấy. Đẹp chưa? Con này nó cũng không cắn luôn. Đấy, nó rất là ngoan. Nghe lời. Đấy. Hôm nay mình sẽ cho mọi người tham quan cả một trang trại chó. Đấy, còn đây là một nhân vật khá là tiếng tăm trong giới chó mọi người ạ. Một nhân vật khá là tiếng tăm trong ngành chó luôn. Và các bạn biết đây là ai không? Đây là một Doberman nhá. Này, nó có thể quay hộ anh một tí. Đây là một con Doberman. Mọi người nhìn thấy chưa? Doberman là một dòng chó rất nổi tiếng của trong giới chó nhá. Không một ai, không một ai là không biết đến nó. Đấy. Con này bị cụt đuôi hay sao nhỉ? Hay là đuôi nó vẫn vậy sao? Đuôi nó cụt mà. Ừ. Người ta cắt đuôi thẩm mỹ. Nhìn nó chất nhỉ? Ừ. Đấy. Tí nó cắn mọi người ạ. Doberman. Con này nhìn chất thật đấy. Nhìn người của nó thon. Thôi, lên đây. Lên đây. Kinh nhỉ? Úi. Úi da. Khá là chất luôn. Đây mọi người ạ. Và cuối cùng anh đã lấy cho mình được cái đế giày, à đế dép. Mọi người ạ, thì mấy thầy trò mình vừa đi xuống trại chó để thăm lại những em cún lần trước đã quay cho mọi người xem ấy. Thì video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây mọi người nhá. Mọi người xem video thấy hay ấy, thì nhớ đăng ký kênh, thì ủng hộ thầy trò mình nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.